Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Anh Tuấn ở Khánh Hòa đang muốn tìm mua một chiếc xe đạp touring, liên hệ với shop anh trao đổi. Chào shop, tôi đang quan tâm muốn mua xe đạp online beauty, shop tư vấn cho tôi nhé. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao vip.com lại đơn giản nhanh chóng đến vậy. Và đặc biệt shop đang chạy khuyến mại giảm giá cho nhiều mẫu xe từ 500k đến 3 triệu đồng. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe đạp thể thao hay thang máy, liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline 0983315936. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Và sau khi tham khảo cũng như nhận đầy đủ thông tin từ shop xe đạp thể thao vip.com gửi tới anh Tuấn, anh chốt luôn, tôi đặt một chiếc Line Beauty màu cà phê, mai shop chuyển hàng cho tôi nhé. Và đây chính là Line Beauty, sẽ kiểm tra ngay sau đây để gửi cho anh Tuấn ở Khánh Hòa. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, Line Beauty. Vâng, hãng xe đạp này rất nổi tiếng và đang sản xuất đủ chủng loại xe, từ xe đua, xe điển hình, xe touring, xe đạp gấp. Vâng, rất đa dạng. Và Line Beauty là một dòng xe đạp City Bike, tức là xe đạp thành phố, với cấu hình khung nhôm. Vâng, khung nhôm một kiểu dáng khung làm rất đẹp. Đây là màu cà phê, có màu đỏ, màu trắng, màu cacao, màu ghi. Và đây là chiếc màu cà phê. Tay lái bằng hợp kim nhôm và sử dụng bộ chuyển động Shimano Dual Shift với tay đề số Shimano Dual Shift đây, 3x7 tốc độ, tức là điều khiển bộ đùi đĩa 3 tầng đĩa bằng nhôm của Rowheel. Gạt lip Shimano Touring, điều khiển lip 7 tầng và lip Shimano. Ba ga cũng bằng nhôm bạn nhé, ba ga cũng bằng nhôm và áo chắn bùn này cũng bằng nhôm luôn. Xe rất đẹp, đây là một chiếc City 3, không những là đi dạo và dùng để tập thể dục thể thao rất là thuận tiện. Còn bên cạnh đây đó chính là xe đạp gấp, đây là chiếc Trích và Trích Neo. Trích Neo cỡ bánh 16, khung thép xe tăng, thép Chromoni và rất fit, và shop thì luôn có đủ xe và có nhiều mức giá. Bạn có thể truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com, shop đã chụp ảnh review chi tiết và đăng giá của xe để bạn lựa chọn. Và bạn còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với shop và số điện thoại hotline 0983315936. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thank you.